Sắp đến ngày giỗ ông rồi anh nhỉ? 2 hôm nữa. Mà cũng lâu lắm rồi tôi chưa làm giỗ cho ông. Uống nước đi. Anh uống nước đi. Về bộ chỉ huy họp. Họp xong anh báo cáo với thủ trưởng xin phép nghỉ vài ngày về làm giỗ ông chứ. Công việc đang bề bộn như thế, anh em thì căng mình ra làm. Làm sao tôi cho mình cái đặc quyền như vậy được. Cậu Út có về được không? Nó đang trong giai đoạn huấn luyện. Thần tượng ông nội nên muốn đi theo con đường của ông. Báo kết quả, thời gian 1 phút, đồng chí Thái, số lượng 20 vòng. Đồng chí Hiếu, có vào vị trí. Vào vị trí. Chuẩn bị. Bắt đầu. Thông báo kết quả, thời gian 1 phút, đồng chí Hiếu, thành tích 25 vòng. Bảo các đồng chí trung đội trưởng, tôi xin phép ra ngoài ạ. Được. Ôi bà ơi là bà ơi. Giờ mà có bà ở đây có vẻ tuyệt vời không? Rên gì ít thôi. Được một tí lại nhớ hơi bà. Thế có bà để làm gì? Ừ, để nhớ, để làm nũng. Giờ mà có bà tao ở đây, kiểu gì có cốc nước chanh, rồi quạt mo quạt thì cứ phải gọi là mắt rưỡi rưỡi luôn. Tao vẫn chẳng hiểu sao bà mày có thể thương được mày. Thế bà mày thì làm sao? Tao thì còn chẳng có bà để mà nhớ cơ. Súng miệng đi. Mình xin. Thằng này. Ê, đã phục anh chưa? Thắng mà cứ như say sóng ấy. Mật xanh mật vàng lộn hết cả lên. Có mà hiểu thắng thì có. Mày ơi. Thôi ông ơi, ông cầm hộ tôi cái.
Cầm lấy. Cầm lấy, cầm lấy. Đi 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 đi. Mày làm sao đấy? Máu liều nhiều hơn máu não. Cái thằng ba phải này, nó nói đúng đấy. Tao thả chết không bao giờ chịu thua đâu. Hết thời gian nghỉ giải lao. Đi. Anh ơi, mình đi được chưa? Đi đâu? Hôm nay mình có hẹn sang bố mà. Thế à? Anh quên mất. Hôm nay anh bận rồi. Mà này, hôm trước em về